Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Ngày cuối cùng của tháng 9, thời tiết sẽ có sự thay đổi trạng thái giữa ngày và đêm. Nếu như từ sáng đến trưa chiều, trời vẫn còn tương đối tạnh ráo, hửng nắng nhẹ, thì đến đêm nay, một đợt không khí lạnh từ phía Bắc sẽ di chuyển xuống và ảnh hưởng đến nước ta trong những ngày sắp tới. Chính vì thế mà ban ngày sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất với trời tạnh ráo, có nắng nhẹ và gió man mát, rất thích hợp với những hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều cao nhất thì cũng chỉ ở ngưỡng từ 29 cho đến 31 độ. Tuy nhiên nếu quý vị có kế hoạch cùng gia đình đi chơi Trung Thu vào tối nay thì chúng tôi nghĩ rằng áo khoác mỏng, áo mưa hoặc là ô, mũ sẽ là những vật dụng hữu ích mà quý vị nên mang theo bên mình. Bởi đến tối và đêm nay khí lạnh xuống sẽ gây mưa dông gia tăng tại miền Bắc và nhiệt độ sẽ giảm, trời lạnh, vùng núi cao trời còn chuyển rét. Không chỉ riêng miền Bắc mà khí lạnh cũng sẽ tác động đến cả khu vực Bắc Trung Bộ. Vào ban ngày trời nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 33 độ. Nhưng đến đêm nay thì mức nhiệt cũng sẽ hạ nhanh xuống chỉ còn từ 25 đến 26 độ mà thôi. Quý khán giả tại khu vực này cũng cần đề phòng mưa sẽ xuất hiện rải rác từ thời điểm này cho đến những ngày tới. Các khu vực còn lại do ít chịu tác động của không khí lạnh nên thời tiết sẽ tương đối ổn định. Ban ngày trời nắng nhưng không quá nóng với nhiệt độ từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận sẽ dao động trong khoảng 31 đến 33 độ, có nơi đạt tới 34 độ. Về chiều tối thì có mưa tại một vài nơi nhưng lượng là không nhiều và cũng sẽ kết thúc nhanh, nên không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động dân sinh, vui chơi đón Trung Thu của người dân tại khu vực này. Xuôi về phương Nam đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tại đây gió Tây Nam đang suy yếu dần, nên hôm nay vào ban ngày trời có nắng và mưa thì cũng chỉ xuất hiện rải rác về chiều và tối với lượng là không nhiều. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều tại vùng cao Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ và dao động từ 30 đến 33 độ với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Trái với miền Bắc, người dân phía Nam sẽ có một buổi tối thời tiết lý tưởng để tận hưởng những hoạt động vui đón Tết Trung Thu với những địa điểm như là công viên Thỏ Trắng, phố Lồng Đèn, ngắm trăng trên cầu đi bộ ánh sao. Tiết trời mát mẻ khi nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng 24 đến 25 độ tại khu vực Nam Bộ và từ 21 đến 23 độ tại khu vực Tây Nguyên. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trên hầu khắp khu vực Biển Đông, gió phổ biến có cường độ trung bình nên sẽ không gây biển động, tầm nhìn thông thoáng. Mưa dông xuất hiện chủ yếu tại phía Nam Biển Đông, trong đó bao gồm huyện đảo Trường Sa, khiến cho tầm nhìn xa sẽ giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, tàu thuyền ra khơi cần hết sức chú ý. Như vậy là miền Bắc và Bắc Trung Bộ, hôm nay, ngày hửng nắng, tối và đêm có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Khu vực phía Nam thì thời tiết sẽ thuận lợi cho hoạt động vui chơi Trung Thu của người dân. Đến đây bản tin thời tiết sáng 30 tháng 9 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.